Chào tất cả các bạn, hôm nay mình hướng dẫn Love Express bằng phần mềm KineMaster để chọn video sẵn chúng ta quay. Đây mình cắt đi cho nó phù hợp. Đó. Đó. Cho nó phù hợp nha bạn. Đây. Mình bấm vào cái này green. Phim này, phim Tom, mình kéo xuống tới cái lùi luôn để chỉnh sửa nó cho phù hợp đấy, cho phù hợp. Các bạn có thấy chưa quá không? Sai rồi, thông cảm nhé. Đó, mình bấm vào này. Các bạn có thấy chìa khóa đó không? Đó, chìa khóa này chỉnh sửa để cho nó phù hợp với tài của mình, nó di chuyển nó hợp với cái động tay của mình đó. Đó. Đây bộ nhớ rồi, mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mình hướng dẫn tới đây thôi. Các bạn hãy tìm hiểu sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký và like cho kênh.